Và kính thưa tất cả quý vị, vậy là từ nay hai gia đình của chúng ta đã có thêm một nàng dâu hiền, một chàng rể thảo, trai thương vợ hăng say công tác, gái thương chồng trung hậu đảm đang, trai đảm việc nước, gái đảm việc nhà, vui lòng cha mẹ, thỏa lòng phu thê. Và ngay từ bây giờ đỡ lời gia đình cũng như chuyển lời từ phía cô dâu và chủ đề, xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, cũng như xin được trân trọng kính mời tất cả quý bà con, bạn bè thân thuộc người xa của cô dâu cũng như chủ đề, những ai chúng ta đang đến đang đi và đang còn đứng ngoài cổng hoa quyền phúc, thì xin mời quý vị bà con chúng ta cùng tiến sâu vào bên trong tư gia để gia đình chúng tôi tiện đề tiếp đón tình cảm đến từ tất cả quý vị. Và để gia đình chúng tôi tiện đề tiếp đón tình cảm đến từ tất cả quý vị, và để cho tình yêu đời nương sẽ được thăng hoa, được bay cao và được bay xa, thì những giải bàn kiếm trung tâm sân khấu gia đình chúng tôi đã bố trí cho quan viên hài hậu những bậc câu niên, và những giải bàn sát đọc còn lại thì gia đình chúng tôi đã bố trí cho quý vị quý quý kết thương xa, bạn bè thân thiết người xa của cô dâu cũng như chủ đề. Và một lần nữa thì đỡ lời gia đình cũng như truyền lời từ phía đôi nương, xin được trân trọng kính mời. Chủ đề ngày đang cao và trường lương đó chính là anh trai thường.
và chị dâu của cô dâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Xin đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân.
trọn đời. Gió xuân tuyệt vời mà sẽ đón cho người ôi tình yêu hôn yêu thương. Bà con, bạn bè, thân đồng người xa, cô dâu và chủ đề chúng ta đã về đây chung vui gia đình của chúng tôi. Và lời nói đầu tiên cho phép những người làm chương trình cùng với gia đình chúng tôi đồng hành cùng với nhà tiệc cưới, ẩm thực thu viện, âm thanh, ánh sáng, sự kiện Lê Hùng. Xin được cảm ơn chào đón tất cả quý bà con. Và chúng tôi những người làm chương trình xin được gửi tới tất cả quý vị bằng một lời chúc sức khỏe, bằng một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và kính thưa tất cả quý vị, và đúng là chỉ cần hạnh phúc em ơi, và chỉ cần hai đứa trọn đời bên nhau, thì cho dù là một chiếc mâu câu cũng làm nên được chuyến tàu tình yêu. Và chắc chắn rồi ngày hôm nay thì những người làm cha, những người làm mẹ họ thật hạnh phúc khi nhìn thấy con cái của mình đã đi xa thật hết. Và ngay dịp vào bây giờ đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ba mẹ cô dâu, cũng như xin được trân trọng kính mời ba mẹ của chủ đề. Chúng ta cùng tiến lên theo phòng bên dự chính thức làm lễ ra mắt trai con thân thuộc của mình. Xin mời ba mẹ con dâu, ba mẹ chủ đề. Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay đến từ thân của mình. Bên tay trái xin kính mời ba mẹ con dâu, bên tay phải trân trọng kính mời ba mẹ chủ đề. Xin mời. Et pour qu'un jour je te pardonne. Và sự diện trung tâm sân khấu lúc này đó chính là đại diện của hai gia đình chúng tôi. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của 29 trong câu chuyện của tình yêu. Bây giờ xin mời quý vị bà con chúng ta cùng hướng mắt về cổng hoài phúc chào đón hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa của tình yêu. Và chúng tôi xin kính mời cô dâu, chủ đề trân trọng kính mời. Và anh sẽ đón em về làm vợ. Cuộc đời này không tình toàn chia ly, dù trái đất có thay đổi hình dạng, dù cuộc đời có lông vạn đau thương, và dù đi đâu trên khắp mọi nẻo đường, em vẫn là người anh yêu thương nhất. Xin mời cô dâu, xin mời chủ đề. Và sự diện trung tâm sân khấu lúc này đó chính là đài gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa của ngày hôm nay. Và xin mời quý bà con chúng ta cùng vang lên một tràng thật lớn, thật sai, thật nồng nhiệt, hay cho tiếng pháo mừng vui quý ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tràng pháo tay đến từ tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời quý bà con chúng ta cùng đón nghe một lời phát biểu, một lời cảm ơn đến từ đại diện của hai gia đình chúng tôi. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ba của cô dâu sẽ có những lời phát biểu, những lời tâm giao. Xin mời ông. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa bạn bè thân hữu gần xa, lời đầu tiên cho hai gia đình chúng tôi gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa bạn bè thân hữu gồm xa, được sự tìm hiểu của hai cháu, sự đồng ý của hai gia đình và sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lần tháng tổ ngày 29/8/2022
nhằm ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu là ngày lần tháng tốt. Tôi làm lễ vu quy cho con chúng tôi là Thanh Nhuận và Quang Thượng. Sự có mặt của bà con chú bác, bà con nay họ là niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Không phải gì ơn, tôi xin chân thành cảm ơn. Sau cùng, tôi xin mời bà con dùng bữa tiệc của ẩm thực của nhà hàng quê hương ngon miệng và cùng nâng cốc để chúc phúc cho con chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, rất là hay, rất là tuyệt vời. Và lời phát biểu của ba thật là đậm sâu, để cho con cái vẻ câu hẹn hò. Và bạn kia thì nay đã đọc đò, chúc cho con cái ấm no suốt đời. Và gia đình nay đã chuyển lời cảm ơn tất cả khách mời ngày hôm nay. Thì bây giờ quý vị chúng ta đều đón nghe một lời phát biểu, một lời tâm tư đến từ ba của cô dâu đại diện cho hai gia đình. Và bây giờ để tiếp tục nhận được những phần quà, thì chúng tôi xin trân trọng kính mời cô dâu và chủ đề đón nhận phần quà để từ một người cháu của cô dâu sẽ có một phần quà dành tặng cho đôi nương trong ngày vui, ngày phúc. Xin mời phần quà đến từ cháu của cô dâu ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, cháu Minh Tuấn. Và xin mời bà con chúng ta cùng vang lên một tràng pháo tay cho đón một phần quà rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay ạ. Này giờ cháu Tuấn mình đi học, cho nên cùng tranh thủ về để dự chương trình ngày vu quy của đôi nương. Xin được cảm ơn phần quà đến từ cháu Minh Tuấn rất là nhiều. Và bây giờ để minh chứng cho tình yêu, kỷ niệm ngày phúc, thì xin mời cô dâu, xin mời chủ đề, chúng ta cùng tiến tới một bước để các tầng bậc tình yêu minh chứng cho tình yêu, kỷ niệm ngày phúc. Và xin mời anh chị chúng ta cùng làm theo hướng dẫn đến từ nhiếp ảnh gia, tay trong tay các tầng bậc tình yêu, trân trọng kính mời. Và cùng nhau các bậc phu thê, mẹ cha là điển thị em về với anh. Chứ mà hết rồi áo tím, áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Xin mời cô dâu, chủ đề. Và tiếp theo, xin mời đôi nương chúng ta cùng tiến về thảm ly sông Bạch, khai tiệc hai che chở trong ngày vui, ngày phúc. Xin mời cô dâu, xin mời chủ đề. Vâng, và đúng là thượng đã đi khắp đến chân người gốc bể, gặp được nguyện người con gái thượng yêu. Và bà kia còn chúc em nguyện rất nhiều, và chấp nguyện có trái tim trung thủy. Xin mời cô dâu, xin mời chủ đề. Tay trong tay giống đầy thảm ly sông bên, bằng cha nở sông bên đầu tiên, tên tổng kính mơ. Vâng, rất tuyệt vời, xin mời đôi nương chúng ta cùng nghiêng đầu nhau ạ. Và tay trong tay xóa đầy thảm ly sông manh bằng chai đỏ sông manh đầu tiên. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Và một mùa xuân nơi đến, với bao cảm xúc dâng trào trong một trái tim của chúng ta. Và trong một trái tim của chúng ta thì ai ai cũng cảm nhận được một điều rằng đó là mùa của khoảnh khắc, mùa của tình yêu, mùa của hoa ngâu phang phẳng với hương trầu, mùa của những đôi trai tài gái sắc vun đắp cho tương lai, và họ sẽ khai thác một điều gì đó, và đó chính là hôn nhân mái ấm gia đình. Và một trai ta dọn cho đầy, hai trai ta dọn cho đầy thảm ly. Tiếp theo xin mời đôi đường tay trong tay xóm này thảo phi sông anh bằng trai nở sông anh thứ hai. Trân trọng kính mời. Vâng, rất tuyệt vời, xin mời đôi nương tiếp tục cha dở sông bên thứ hai.
đã dành không ly rượu cô dâu chủ đề có được ngày hôm nay. Thì bây giờ hai ly rượu đầu tiên dâng lên gia đình của cô dâu. Xin mời chủ đề chúng ta dâng rượu cho ba và xin mời cô dâu chúng ta cùng dâng rượu cho mẹ trân trọng kính mời. Và một đời gánh nặng dòng xương, nuôi con khôn lớn tình thương giả dào, công cha ngàn năm in tựa mải, vợ nghĩa mẹ con đời sẽ không phai. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết quãng đường ba mẹ bên thân con. Tiếp theo xin mời cô dâu chủ trì hai tay nâng chén rượu nồng, dâng rượu bên nhà chồng để tỏ lòng biết ơn. Xin mời chủ trì chúng ta dâng rượu cho ba và xin mời cô dâu dâng rượu cho mẹ. Và xin mời ba mẹ đón nhận ly rượu hiếu đến từ hai con, trân trọng kính mời. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời cô dâu chủ đề chúng ta cùng trở về vòng tay yêu thương ba mẹ của hai gia đình. Và xin mời anh chị chúng ta cùng choang chèo tay nhau ạ. Xin mời cô dâu, xin mời chủ đề chúng ta cùng choang chèo tay nhau, thắt chặt vòng tay uống ly rượu ra môi. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin tuyệt vời, xin mời đôi nương chúng ta cùng choang chèo tay nhau, thắt chặt vòng tay uống ly rượu ra môi. Và tiếp theo, cô dâu chủ đề chúng ta cùng lùi một xí, xin mời ba mẹ cô dâu, ba mẹ chủ đề tiến lại gần nhau, chạm gốc kết nghĩa tình thông gia. Xin mời ạ, kính thưa tất cả quý vị, và từ đây kết nghĩa thông gia, chúc cho hai họ đậm đà tình sâu, và dâu hiền rể thảo con ngoan, chúc cho hai họ trăm năm bằng bền. Và bây giờ thì cho phép chúng tôi xin long trọng tuyên bố chức tịch sử mừng phu quy. Cô dâu Thanh Nhuận sẽ duyên cùng chủ đề quang thượng xin đẹp được. Cảm ơn những ánh mắt đến từ tất cả quý vị đã hướng lên đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Và tiếp theo xin mời ba mẹ của dâu, xin mời ba mẹ chủ đề cũng như xin được kính mời đôi đương chúng ta cùng tiến về những giờ bằng tình thương và cùng nhau chia sẻ nguồn bồi và cùng nhau nâng những ly men tiền duyên. Xin trân trọng kính mời. Và đúng là thương cha thương mẹ có khi, chứ mà thương anh lúc đứng lúc ngồi thì em cũng thương, thương anh bối rối bồi hồi dệt anh một chút để rồi lại thương. Và bây giờ xin mời quý vị bà con chúng ta cùng thưởng thức tình khúc được mang tên Dệt Mà Thương, qua sự trình bày giọng ca ca sĩ Tuyết Trinh sẽ là người nối tiếp cho nên một giọng ca nữ đầu tiên. Và Tuyết Trinh đang có sẻ bài nào, xin mời giọng ca nữ Tuyết Trinh chúng tôi đón nhận được một lá phiếu. Ca sĩ Tuyết Trinh Dệt Mà Thương, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin mời.
Vâng, xin được chân thành cảm ơn giọng ca Điển Đưa. Chị gái với tình khúc Dệt Mà Thương rất là tuyệt vời. Và quay trở lại với chương trình sẽ là một giọng ca đầu tiên Điển Đưa gia đình của chủ đề. Và xin mời giọng ca Điển Đưa bác của chủ đề sẽ là người nối tiếp chương trình. Vâng, bác chủ đề đang có gì bài nào ạ? Rất nhiều những tràng bảo tay chúng ta đã được vang lên sau khi MC của tên giọng ca bác chủ đề. Bây giờ xin mời. Alo. Để góp vui cho buổi mừng hạnh phúc của hai cháu, Thế Thanh Bình xin gửi tới hội hôn bài hát Nhánh Lan Rừng. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo thương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở, những cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của em. Nhớ lúc trên đây
Thank you.
thôi. Chúng ta yêu nhau để mong cho ngày sau trọn đời mình bên nhau ý nghĩa. Thank you.
Giọt buồn rơi rơi đi tất nhiên.